Thưa quý vị, theo kế hoạch vào sáng nay ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Ở phiên tòa này thì Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can hầu tòa với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa dự kiến kéo dài một tháng do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có gần 100 luật sư sẽ tham gia dự phiên xử. Tòa án còn triệu tập hơn 500 tổ chức, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án. Theo cáo trạng, ở vụ án thứ hai, Viện Kiểm sát xác định bà Trương Mỹ Lan có 3 hành vi phạm tội, nặng nhất là lừa đảo theo Điều 174 với khung hình phạt tù chung thân. Ngoài hành vi lừa đảo, bà Trương Mỹ Lan còn rửa sạch số tiền 445.000 tỷ đồng bằng cách sử dụng hàng nghìn pháp nhân, cá nhân để chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt ra chi tiêu, đầu tư. Việc này diễn ra trong giai đoạn 2018-2022. Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống chuyển tiền ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỷ đô la Mỹ chuyển về Việt Nam trái pháp luật. Tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Bà Lan khai tiền chuyển về Việt Nam là đi vay, còn ở chiều ngược lại là trả nợ. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa xây dựng các phương án nghỉ lễ Quốc khánh và một số dịp nghỉ lễ khác trong năm đối với người lao động. Theo đó, Bộ đề xuất đối với công chức, viên chức được hoán đổi ngày làm việc 2 tháng 5 bù sang thứ Bảy ngày 26 tháng 4 để kéo dài dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 của năm 2025. Thời gian nghỉ trong 5 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2025. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, giúp vừa kích cầu du lịch, vừa tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức viên chức. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi quyết định 60 về tách thửa trên địa bàn. Dự thảo quy định tách thửa hợp thửa đất ở Thành phố Hồ Chí Minh theo Luật Đất đai năm 2024 chỉ cần đảm bảo diện tích tối thiểu, không phải căn cứ vào quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và 1/500. Nhiều người dân hy vọng việc tách thửa hợp thửa đất sẽ thuận lợi hơn theo tinh thần dự thảo này. Thưa quý vị, hiện nay nhiều hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tách thửa đất để cho con cái hoặc bán một phần để trang trải cuộc sống. Với các quy định trong dự thảo mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về quy định tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đã phần nào cởi trói cho tách thửa ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Sau khi biết những thông tin về những quy định mới của dự thảo trong việc tách thửa đất, bà Nhân đã lên văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn để tìm hiểu. Ngày xưa là có mua một miếng đất trên 2.000 mét một chút tách ra làm ba, thì thủ tục nó cũng hơi rườm rà. Cái luật mới bây giờ thì mình thấy nó bớt rườm rà hơn, mà mình cũng mong là nó được sớm thực hiện theo cái chương trình như vậy. Dự thảo mới chỉ quy định tách thửa với hai loại đất là đất nông nghiệp và đất ở, và bỏ điều kiện về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 với thửa đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, dân cư hiện hữu, và quy hoạch tỷ lệ 1/500 với thửa đất thuộc quy hoạch đất ở, xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp, trong đó có chức năng đất ở. Đối với đất nông nghiệp, 500 m² đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác, 1.000 m² đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất chăn nuôi tập trung. Đối với đất ở, quy định chia thành 3 khu vực với điều kiện diện tích tối thiểu và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất. Đồng thời, việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Các chuyên gia cho rằng những quy định này phù hợp với thực tế và tạo điều kiện tốt hơn cho nhu cầu tách thửa của người dân. Nếu mà theo như cái dự thảo mới á, thì nó sẽ tạo một cái sự thống nhất dễ dàng và nó mở rộng cái đối tượng cho người dân để được phép tách thửa. Là cái đó là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Mục tiêu mà tách thửa đó nó sẽ làm cho làm giảm cái diện tích của miếng đất. Từ một miếng đất to chúng ta sẽ có nhiều miếng đất nhỏ, từ đó cũng sẽ giảm về cái giá trị của từng miếng đất. Thì với giá trị giảm như vậy thì rõ ràng là số tiền để mà sở hữu nó cũng sẽ nhỏ đi và nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều người dân hơn. Với những điểm mới của dự thảo quy định tách thửa, hợp thửa đất ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo chính sách pháp luật rõ ràng, minh bạch để cơ quan nhà nước có căn cứ giải quyết các quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc giải quyết tách thửa đất, hợp thửa, quản lý nhà nước về tách thửa đất, hợp thửa. Quý vị thân mến, dạy học theo phương pháp STEM, tức là phương pháp giảng dạy liên quan các môn toán học, khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã được ngành giáo dục áp dụng từ nhiều năm nay và mang lại kết quả đáng khích lệ.
để phát huy hơn nữa hiệu quả của phương pháp này cũng như phù hợp với tình hình mới. Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai 3 hình thức tổ chức dạy học STEM trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đó là dạy học theo các mô hình khoa học, bài học STEM, tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trong đó chú trọng việc trải nghiệm và nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong học sinh. Mô hình cửa tự động và đèn cảm biến hồng ngoại cho nhà ở, đề tài nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ của nhóm học sinh trường quốc tế Á Châu. Kết quả làm việc nhiều tháng của nhóm trong việc ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn gắn với đời sống. Thầy cô dạy cho em chủ yếu là về những cái lý thuyết, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái giờ thực hành ở trên các cái phòng thí nghiệm, gọi như là phòng thí nghiệm của môn hóa hoặc là môn lý, để cho em có được cái cơ hội là ứng dụng cái kiến thức đó vào thực tế. Từ đó mà em tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân mình. Thì không những ứng dụng về mô hình robotics mà học sinh còn ứng dụng về toán, lý, hóa và kể cả môn công nghệ vào nữa. Thì học sinh sử dụng công nghệ rất là hiệu quả, nhất là sử dụng những AI, trí tuệ nhân tạo. Học đi đôi với hành là điều cốt lõi trong phương pháp STEM. Định hướng của ngành giáo dục thành phố là tùy theo điều kiện từng trường. Việc trải nghiệm, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong học sinh sẽ được tổ chức phù hợp. Mục đích là giúp học sinh chủ động và biết vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề đặt ra. Cho các bạn làm quen với các phương pháp nghiên cứu khoa học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, các trường đừng bó hẹp mình trong phạm vi của ngành giáo dục không, mà hãy kết nối với các sở ban ngành hoặc là các cộng đồng như Tới Phép Việt Nam hoặc các cộng đồng kết nối doanh nghiệp rất là nhiều. Và cái hiệu quả của STEM tôi tin rằng nó sẽ còn đi rất là xa, và hy vọng là tất cả các trường nên nhân rộng cái mô hình này. Cái việc phát triển nghiên cứu STEM không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện mà chúng ta định hướng nghề nghiệp cho các em. Xu hướng kinh tế thế giới đang phát triển và Việt Nam bắt buộc phải tiếp cận với những ngành kỹ thuật công nghệ tiên tiến. Từ đó chúng ta sẽ phát triển cái nhân lực chất lượng cao cho khối ngành này. STEM là một phương thức giáo dục trang bị kiến thức khoa học cho học sinh, và đặc biệt là những kiến thức này sẽ được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phương thức giáo dục STEM trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ góp phần định hướng và đổi mới phương thức giảng dạy gắn liền với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bên cạnh đó thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã vừa ra khung hạ tần số Việt Nam để thúc đẩy phát triển, được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận của Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh sự tiến hóa mở rộng từ hạ tầng viễn thông truyền thống đến các hạ tầng mới. 4 thành phần chính của hạ tầng số Việt Nam bao gồm hạ tầng viễn thông và Internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ. Các tiêu chí cụ thể với từng yêu cầu phát triển hạ tầng số Việt Nam bao gồm dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trở thành bệnh viện đầu tiên của khu vực phía Nam triển khai thành công phẫu thuật cuộc sống ít xâm lấn bằng kỹ thuật mổ ghép xương liên thân đốt qua đường mổ Olive, giúp bệnh nhân hồi phục sớm hơn, ít những xâm lấn làm mất sức trong quá trình phẫu thuật hơn. Bệnh nhân được điều trị sinh năm 1995, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, được chẩn đoán bị bệnh lý hẹp ống sống, thoát vị địa đệm, chèn ép thần kinh nặng và được chỉ định phẫu thuật bằng kỹ thuật ghép xương liên thân đốt, xâm lấn tối thiểu qua đường mổ chết bên Olive. Phẫu thuật Olive này là một cái phẫu thuật tiên tiến, đi bằng đường mổ, đường bên, tiếp cận vào phía trước của cột sống và hầu như bảo tồn tất cả các cấu trúc của cột sống, sẽ có rất là lợi trong cái việc là tăng cái tiếp xúc của cái mảnh ghép, tạo lên cái tỷ lệ hàn xương tốt và giải ép được thần kinh, tránh được các cái biến chứng và di chứng. Thì sau khi tôi phẫu thuật xong thì nó tình trạng thì nó đỡ nhiều. Trong 3 ngày tôi đã có thể đi lại, đã ngồi, đã đi lại được rồi. Với cái phương pháp mổ mới thì nó, cái vết đau nó không quá đau. Mổ ghép xương liên thân đốt, xâm lấn tối thiểu qua đường mổ chết bên Olive là phương pháp tiên tiến, thường được chỉ định trên các bệnh nhân hẹp ống sống, thoát vị địa đệm, thoái hóa cột sống, chấn thương và biến dạng cột sống. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình đối thoại chính sách năm 2024 với chủ đề tạo động lực cho tăng trưởng bền vững, tối ưu hóa về kinh tế, công nghệ và năng lượng. Sự kiện đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI và lãnh đạo các tỉnh thành khu vực phía Nam.
Thưa vị, chương trình đối thoại chính sách sẽ là cơ hội tốt để các địa phương và doanh nghiệp FDI trao đổi thông tin về các chính sách liên quan nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tối ưu hóa kinh tế, công nghệ và năng lượng, đồng thời cũng định hướng và xác định kế hoạch đầu tư hợp tác trong thời gian tới. Chia sẻ tại diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp FDI cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã có nhiều thiện chí cải thiện những đề xuất do doanh nghiệp FDI đưa ra. Tuy nhiên, trong xu hướng phát triển mới hiện nay, các tỉnh thành cần phải thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi, thu hút được dòng vốn mới từ các nhà đầu tư FDI. Chính phủ Việt Nam đang thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy nhanh quá trình này nhằm hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050, và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề đó. Những nhà đầu tư như chúng tôi cần sự hỗ trợ khi đã mang lại hàng triệu đô la doanh thu, tạo công ăn việc làm, cũng như tăng cường giáo dục, tiến tới toàn cầu hóa. Nhiều địa phương đã triển khai các giải pháp giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp FDI tới đầu tư. Bên cạnh đó, cũng đẩy mạnh lựa chọn các đơn vị có thế mạnh về công nghệ, đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Thì chúng tôi đã bước qua cái giai đoạn là tất cả các nhà đầu tư đến thì đều được chấp nhận, và chúng tôi chuyển sang một cái giai đoạn là lựa chọn các nhà đầu tư mà có cái công nghệ hiện đại, công nghệ mà giảm cái ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là những cái nhà đầu tư mà khi mà phải vượt qua được các cái vòng quy định liên quan đến nước thải, liên quan đến phát thải khí ô nhiễm, thì chúng tôi đang có những cái lựa chọn đấy và theo hướng là ưu tiên. Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương phía Nam tiếp tục rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính cấp phép đầu tư, có những điều chỉnh phù hợp hơn trong việc thu hút đầu tư trong thời gian tới.